Và đây là một trong những cái điều mà Ngọc Giang Ban muốn chia sẻ thực sự cho các bạn để khi mà các bạn bỏ ra một cái số tiền nó không hề nhỏ, chúng ta phải biết được cái Những điều các cơ sở bán ghế massage nội địa Nhật chưa nói cho bạn biết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Tiếp tục ngày hôm nay là số lượng 6 chiếc ghế đã qua sử dụng tiếp tục cập bến ở cơ sở số 3 của Ngọc Gia Ban. Và cũng như là clip ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó chính là những cái điều mà các cơ sở bán ghế massage nội địa Nhật chưa nói cho bạn biết. Điều đầu tiên đó chính là về hình thức vận chuyển. Thì về hình thức vận chuyển những chiếc ghế massage nội địa Nhật sẽ có hai hình thức chính. Hình thức đầu tiên đó chính là vận chuyển bằng hình thức đường hàng không, tức là đi bằng đường máy bay thì về cái việc vận chuyển bằng đường máy bay sẽ là vận chuyển những cái chiếc ghế mới có giá trị cao tức là những phiên bản cao cấp mới tinh nguyên thùng như là MA103 hay là phiên bản AS2100 uh, AS2200 của thương hiệu Furinoki bởi vì những phiên bản đó thì nó có cái giá trị cao cũng như là cần phải đảm bảo an toàn rất là kỹ lưỡng nên là cần phải qua cái hình thức đó chính là vận chuyển bằng đường hàng không còn với những phiên bản đã qua sử dụng thì sẽ đi bằng hình thức đường biển Điều đầu tiên nó là về được số lượng nhiều. Điều thứ hai đó chính là những người tiêu dùng sẽ mua được những chiếc ghế massage nội địa Nhật chất lượng với cái giá thành và phân khúc tốt hơn. Điều thứ hai mà các cơ sở bán ghế Nhật chưa nói cho các bạn biết đó chính là về cái hình thức khi mà nhận những cái chiếc ghế về. Và như các bạn có thể thấy qua video thì trong video đó chính là 6 chiếc mà Ngọc Gia Ban vẫn chưa khui ra. Thì đây chính là cái phiên bản EPMA42 của thương hiệu Panasonic ra mắt vào năm 2012. Thông thường thì Ngọc Gia Ban sẽ nên cho các bạn clip là 12 giờ hàng ngày là về nội dung bảo hành cũng như là giao hàng. Còn với cái video 20 giờ đó chính là về cái việc Ngọc Gia Ban chia sẻ về các cái mẫu ghế từ tầm phân khúc cho tới kinh nghiệm lựa chọn ghế massage. Thì đây chính là cái chiếc ghế mà Ngọc Gia Ban vẫn chưa vệ sinh. Với mỗi video 20 giờ thì Ngọc Gia Ban đã vệ sinh hoàn toàn những cái chiếc ghế để có thể chia sẻ cho các bạn cũng như là tìm hiểu, tham khảo lựa chọn được một cái mẫu ghế phù hợp và đây là chính là một trong những cái điều mà Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ thực sự với các bạn thì bên cạnh những cái mẫu ghế khi mà về tại Ngọc Gia Ban cũng có những cái mẫu rất là sạch nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái mẫu nó rất là bẩn đặc biệt là những cái dòng da của ghế Nhật nó làm được bằng lớp da PU 6 lớp không nổ và cũng như là không bong chóc nhưng ngược lại nó sẽ không tránh được bẩn bởi vì qua cái quá trình vận chuyển từ bên Nhật Bản nó sẽ rất là nâu đặc biệt là đi bằng đường công qua cái thời gian lưu kho lưu trữ cũng như là qua cái việc đấu giá để có thể vận chuyển một chiếc từ Nhật Bản về tới Việt Nam và như các bạn có thể thấy ở đây thì phiên bản EPMA 42 của thương hiệu Panasonic nó mang cái gam màu trắng nhưng ở đây như các bạn có thể thấy thêm một điều đó chính là về cái độ bám bẩn của nó rất là lớn và đây là một trong những cái điều mà Ngọc Giang Ban muốn chia sẻ thực sự cho các bạn để khi mà các bạn bỏ ra một cái số tiền nó không hề nhỏ chúng ta phải biết được cái giá trị mà chúng ta nhận được khi mà những cái chiếc ghế nó về như thế nào Và được qua bàn tay những người thợ chuyên nghiệp ra sao Thì với những cái clip 20 giờ thì những cái chiếc ghế hầu như là độ mới của nó Cũng như là trên các clip của Ngọc Gia Ban đều trên 90% Nhưng mà tại vì sao nó lại có cái độ mới như vậy Thì khi mà nhận những cái chiếc ghế về Ngọc Gia Ban cần phải mở ra những cái nớp uh, bao bìa cắt tông Và điều mà các cơ sở uh, khác vẫn chưa chia sẻ được Đó chính là về cái cách mà bọc những cái chiếc ghế massage đã qua sử dụng khi mà vận chuyển về Việt Nam sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên đó chính là cái lớp băng cuốn ở bên ngoài để cố định những cái lớp bảo vệ ở bên trong. Lớp bảo vệ ở bên trong thì sẽ được bao gồm đó chính là những cái lớp chăn và cũng như là những cái lớp xốp để chống va đập cũng như là chống những cái kim loại nhọn khi mà nó đâm vào, chống những cái vật sắc nhọn nó đâm vào. Thì sau khi mà bạn nhân viên của Ngọc Gia Ban đã bóc được cái lớp băng cuốn ở bên ngoài, tiếp theo đó là lớp bìa cát tông và đây chính là những cái nốp xốp mà người nhật ở bên đấu giá họ bọc vào sau đó là chuyển về tới việt nam thì đây chính là một trong những cái điều mà ngọc gia ban muốn chia sẻ thêm cho các bạn để chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn về những cái chiếc ghế nhật đã qua sử dụng bởi vì đây nó là một trong những cái dòng sản phẩm tuy nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn giữ được cái chất lượng đó chính là về cái thị trường của người nhật họ sử dụng những cái sản phẩm nó rất là khác biệt và như đầu tiên đó chính là phiên bản EPMA42 với cái gam màu trắng. Thì chính về cái việc bẩn như vậy nên là Ngọc Gia Ban càng phải chia sẻ cho các bạn kỹ hơn để khi mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền, chúng ta cần phải biết được cái giá trị của nó khi mà nhập về như thế nào và nó được qua bàn tay người thợ ở bên Ngọc Gia Ban ra sao để các khách hàng khi mà hỏi Ngọc Gia Ban những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật sẽ được an tâm hơn và biết chi tiết hơn và ngày hôm nay thì ngọc gia ban sẽ chỉ quay uh, cho các bạn đó chính là về cái quy trình mà ngọc gia ban uh, tháo dỡ những cái chiếc ghế vừa mới cập bến về các cái cơ sở cũng như là quay rõ hơn cho các bạn biết được về các cái hình thức thì như các bạn có thể thấy như chiếc epma 42 nó rất là bẩn nhưng mà với những cái phiên bản màu đen như là ma 73 này ma 74 này hay là cái phiên bản sks 4500 của thương hiệu Furidoki ở đây thì uh, uh, cái thứ nhất nó là màu đen nên là chúng ta cũng không thể nhìn nhận được nó bẩn như thế nào nhưng mà cái thứ hai thì các bạn cũng có thể đánh giá qua là hầu như là các cái nước bụi của nó bám cũng rất là ít bởi vì là có những cái phiên bản thì nó sẽ rất là sạch sẽ nhưng mà có những cái phiên bản nó rất là bẩn à, vì vậy là ngọc gia ban cần phải uh, có những cái khâu quy trình rõ ràng cụ thể từ về việc kiểm tra về cái ngoại hình khi mà nhận những cái chiếc ghế liệu nó có đảm bảo đúng như là cái hình ảnh khi mà ngọc gia ban đấu giá hay là đúng như là cái dòng sản phẩm mà ngọc gia ban đấu giá trực tiếp hay không thì ngày hôm nay với số lượng 6 chiếc Ngọc Gia Ban về được những phiên bản như là thương hiệu Panasonic là có MA42 hay là phiên bản MA73 thương hiệu Furidoki thì Ngọc Gia Ban sẽ về được những phiên bản như là SKS 4500 hai chiếc OH5970 cũng như là phiên bản GTR 150 một trong những cái phiên bản nhỏ mini và điều tiếp theo đó chính là các cái cơ sở mà họ vẫn chưa chia sẻ được cho các bạn đó chính là về cái bộ động cơ ở bên trong thì bộ động cơ ở bên trong thì trong clip sau khi mà Ngọc Gia Ban vệ sinh những cái chiếc ghế này Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ sâu hơn thì cơ bản về các cái bộ phận động cơ ở bên trong của những chiếc ghế Nhật nó sẽ không được làm bằng gỗ như các dòng liên doanh và đặc biệt là các cái thanh trục của nó khi mà đi qua đường biển thì sẽ phải bám muối và đối với cái việc bám muối này Ngọc Gia Ban cần phải có những cái phụ kiện để vệ sinh như là các cái giấy giáp để đánh bóng lại cũng như là có những cái lớp dầu mỡ để tra thêm vào các cái thanh trục này để làm sao cho cái việc oxy hóa nó không còn diễn ra và cũng như là hoàn thiện được cái việc là tháo rỡ 6 cái chiếc da để quay sơ qua cho các bạn biết về cái hình thức của những chiếc ghế khi mà Ngọc Gia Ban cập bến về và để so sánh với các cái video clip mà Ngọc Gia Ban lên 20 giờ chia sẻ cho các bạn về cái hình thức của chiếc ghế xem nó có sự khác biệt hay không hay là Ngọc Gia Ban quay lên những chiếc đẹp và giới thiệu cho các bạn những chiếc xấu thì điều đó uh, nó thực sự là trái với lương tâm của một người bán hàng và ngày hôm sau thì Ngọc Giáo Ban sẽ làm chi tiết hơn cho các bạn về cái việc vệ sinh cũng như là về cái quy trình tại kho của Ngọc Giáo Ban và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình hay dành tặng cho người thân những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản hãy liên hệ với Ngọc Giáo Ban qua số điện thoại 097 494 5555 Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Nhớ để lại cho Ngọc Giáo Ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những clip tiếp theo